Xin cho con được hỏi một người làm việc nghiên cứu một vấn đề nào đó, họ cứ chăm chú suy nghĩ, phân tích và nghiền ngẫm vấn đề đó, hoặc làm bất cứ công việc gì mà họ không bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài. Ví dụ như ai nói gì bên cạnh cũng không nghe, giờ giấc cũng không biết mấy giờ và họ không quan tâm chú ý các việc xảy ra xung quanh họ như thế nào. Thì họ như vậy có được gọi là nhập định không ạ? Cảm ơn sư chỉ bài cho con hiểu thêm để dễ mường tượng về định. Thưa với quý vị đó, chúng ta ai cũng có tâm sở định. Tâm sở định tức là cái đặc tính giúp cho tâm á, nó trụ vào một đối tượng, nó không chạy lung tung ra khỏi cái đối tượng đó. Cái tâm sở định thì bất kỳ ai cũng có. Bởi vì nếu như quý vị mà không có tâm sở định á, thì quý vị không thể tập trung vào bất kỳ một việc gì cả. Và với những người mà họ tập trung nhiều á, thì cái định của họ vào cái vấn đề đó nó nhiều. Có người họ đọc sách coi như là họ quên luôn cả trời đất. Có người họ chăm, họ làm cái này chăm làm cái kia, thời gian qua nhanh họ không biết. Thì những người như vậy á, là họ có định, nhưng mà cái định của họ là cái tâm sở định chứ không phải là định ở trong thiền định. Tại vì định ở trong thiền định á, là tâm của họ bám vào một cái đối tượng cụ thể. Ví dụ như á, cái đối tượng này á, nó phải mang những cái đặc tánh mà những cái ví dụ như là trong 10 cái casino nè, xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng, hoặc là hơi thở nè, hoặc là tứ vô lượng tâm đó, thì đó là những cái đối tượng để mà bám vào, chứ không phải là cái chuyện mà mình đọc một cái quyển sách. Tại vì á, nó như vậy nè, cái định của một người đọc quyển sách nó khác với cái định của một người hành thiền ở chỗ. Khi mà chúng ta đọc một quyển sách á, là cái chữ nó chạy liên tục, tức là cái tâm của mình á, nó chạy theo chữ, và trong cái tâm của mình á, cái dòng tâm của mình nó sẽ liên tục, nó thay đổi đối tượng. Đúng là mình không có chạy ra khỏi cái phạm vi quyển sách, nhưng chữ trong quyển sách thì mình liên tục thay đổi. Hoặc một người khi họ nghiên cứu thì đúng là họ không ra khỏi cái phạm vi nghiên cứu của họ, nhưng mà ở trong cái đối tượng nghiên cứu đó là họ liên tục họ thay đổi đối tượng. Chính bởi vì như vậy đó, cái định của họ là họ nó chỉ là tâm sở định thôi, chứ nó không phải là thiền định. Cho nên là không có cái chuyện là mình chú tâm mình làm việc rồi là mình nhập thiền, không có. Các cái tầng thiền cha ná ở đây đó, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đặc điểm của sơ thiền á là mình phải diệt trừ năm truyền và có được năm chi thiền thì nó mới đạt được cái sơ thiền. Chứ không phải là mình tập trung vào cái chuyện mình làm việc mà có được sơ thiền thì cái đó không có. Và cái vấn đề này thì không biết là sư Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ, thưa quý vị, ở đây thì sư Trinh nói thêm về cái khía cạnh mà gọi là chữ định đi, định nói chung, cái này Đức Hạnh Tuệ có dẫn dắt cho quý vị về kiến thức căn bản của Phật pháp. Ở đây thì sư Trinh bổ sung một điều thôi, là mình phải hiểu gì nào, cái tâm sở định đó, hay còn gọi là tâm sở nhất nhất thiên nhất hành đó, là nó thuộc về cái biến hành, có nghĩa là đi 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 khắp. Nó đi khắp ở đây mình phải hiểu sao? Mình hiểu là nó đi với thiện thì nó thành thiện, nó đi theo bất thiện thì nó sẽ là bất thiện. Thì ở đây á, ví dụ mà mình ví dụ thêm ví dụ đi, một người mà họ chăm chú họ chơi game đi, họ có thể ngồi ngồi mà chú tâm vô chơi game á, mà liên tục có thể lên tới thậm chí 4 5 tiếng luôn, 4 5 tiếng. Nhưng mà quý vị phải hiểu là cái định đó nó đi với bất thiện. Bây giờ khi mà chúng ta mà có cái sự chú tâm cũng ngược lại, ví dụ chúng tâm như Đức Hạnh Tuệ nói, chúng ta chú tâm vô cái việc mà hành thiền đi, và chúng ta phát triển thiền đi,
đó là tâm, đó là đi với thiện. Còn cái việc khác nhau á, khác nhau giữa hai cái đó là sao, ngoài khác nhau giữa thiện bất thiện á, thì nó khác nhau như Đức Hạnh Tạng cũng trình bày đó, là khi quý vị đạt đến trong thanh tịnh đạo, có nói là có ba loại định, đó là sát đà định, cận định và an chỉ định. Ở đây thì sư chỉ nói cái khía cạnh mà gọi là định của thiền chỉ thôi cho quý vị dễ hiểu. Là cái cận định, ngay cả việc cận định đấy quý vị, nó cũng đòi hỏi, cần đòi hỏi là quý vị phải ly dục. Cận định đó tuy là cũng đè được, cũng là đè năm chín cái, nhưng mà đè ở một thời gian nhất định thôi quý vị. Còn sơ thiền giống như Đức Hạnh Tuệ có nói là đè hẳn năm cái chín cái. Đó là cái sự khác biệt mà quý vị phải phân tích rõ. Bởi vì nhiều khi mình nghĩ là một vị ngồi người ngồi ngồi chơi game 4 5 tiếng, rồi thấy một vị mà hành thiền mà đôi khi có 4 5 tiếng, thì mình có thể mình hiểu là thì cái định nó tương đương nhau, thì đó không, nó không phải, quý vị. Nó khác nhau là khác nhau giữa thiện và bất thiện, đúng không? Còn cái việc các quý vị làm cái hành động đó có sự chú tâm mà thiện hay bất thiện đó, thì quý vị phải có sự suy tư suy xét, mà thậm chí quý vị phải dựa trên Phật pháp, học Phật pháp để mình suy xét được là cái việc định tâm của mình đó, đó là nó thiện hay bất thiện đó, để mình biết rõ. Thì đôi khi mình không có hiểu rõ một pháp căn bản đó, mình làm cái việc định tâm đó, có vẻ mình ngồi 4 5 tiếng, 5 6 tiếng, thậm chí ở đây sư, thậm chí ở đây là sư nói là hẳn là ngồi thiền luôn nha, mình ngồi thiền luôn nha, tại vì thiền chỉ là cái hình thức ngồi bên ngoài thôi, đúng không? Chứ chưa chắc là nhiều khi mình nói mình ngồi thiền, mình nói cái miệng mình nói là ngồi thiền, chưa chắc là mình đang thực hành thiền, nhưng mình hiểu rõ đó. Nhiều khi mình ngồi hành thiền, mình ngồi 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 được 4 5 tiếng, 4 tiếng, nhưng cái khả năng á, cái đó là khả năng mình thôi, nhưng mà chưa chắc mình hành thiền. Mình ngồi đó mình nghĩ là mình toan tính đạt cái này được cái kia, rồi mình toan tính là khi mình xả thiền ra mình sẽ nói chung là khi mà quý vị hành thiền á, toàn là suy nghĩ bất thiện, mà toan tính về là đã có tài sản đó, được con được cái, rồi đoạt được tài sản người này người nọ đó. Vinh cho nên là cũng phải 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 phân biệt rõ đó. Chứ đôi khi là hành thiền, đôi khi cái cách ngồi chỉ là cũng là hình thức bên ngoài thôi, quan trọng cái nội tâm bị suy xét để vị biết được đó là cái định đi theo bất thiện à, hay là cái định đi theo bất thiện. Là xin kết thúc phần trả lời này. Dạ vâng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.